cho tất cả các anh em, đã vô được lại các anh em trong video mới nhất của Hơn Nhà Tét. Hôm nay là có việc cho nên là phải đi Diên Khánh, cho nên là sẵn quay video chơi, nói chuyện chơi luôn. Đường đông ghê đây. Bây giờ là 6 giờ chiều rồi, là cái giờ tan tầm nên là nó đông đen. Đừng nói tôi chờ xe lửa nha. Khúc này đông ghê đây. Mới bị tắt máy quê. Ở đây mấy anh em có thấy gì lạ không? Có một bộ combo nhìn rất là đẹp đúng không? Đó là mình mới nhận được cái áo Valentino Rossi sau gần một tháng trời chờ đợi. Cái áo này là mình đặt ở trên Amazon á, chứ không phải mua ở Việt Nam. Đông quá đây, đường đông ghê đây. Mình mua ở trên Amazon, cái shop này ở bên Thổ Nhĩ Kỳ ấy, nó gửi về Việt Nam mà nó gửi lâu quá, cả tháng trời mới nhận được. Chúng mình cũng yêu thích Valentino Rossi, nhưng mà đều ngặt một nỗi là mình lại đi xe Honda. Nên là nó có nhiều cái nó tiếu nghe vậy á. Mình có cái áo Suzuki nữa. Cái áo Suzuki là cái áo hồi bữa đi đi chạy thử xe nó tặng á. Vài bữa là đội mũ Rossi, mặc áo Suzuki nhưng mà đi xe Honda. Mới lai tẹp đủ thứ. Cái đường 23 tháng 10 này đông á. Ý là nó có cái đường Võ Nguyên Giáp dưới kia giảm tải bớt rồi nhưng mà nó vẫn đông thôi. Lâu rồi chưa đi ngang cái đường này á, đi Diên Khánh đi bằng cái đường này á. Trước là đi toàn đi đường Võ Nguyên Giáp không à, tại vì cái đường đó nó rộng, nó trống trải đi sướng, còn đường này nó đông quá. Cái vùng đất Diên Khánh này là được xem là một cái nôi của tỉnh Khánh Hòa. Tại vì hồi trước á, cái thời mà chúa Nguyễn mở rộng bờ cõi về phía Nam á, thành lập nên cái tỉnh Khánh Hòa thì chỉ có hai địa danh ở Khánh Hòa thôi, đó là phủ Diên Khánh và phủ Ninh Hòa. Ở Diên Khánh là nó có một cái thành cổ mà chắc nhiều anh em biết ấy. Hồi xưa cái phủ chính của tỉnh Khánh Hòa là nằm ở Diên Khánh. Dạo này có nhiều anh em thắc mắc với mình là tại vì nghe cái giọng của mình là nó hơi lạ, nên là nói là Hưng không phải là dân ở Nha Trang, nhưng mà tại sao là đặt tên là Hưng Nha Trang, liệu có phải đây là cái sự ngộ nhận hay là nhầm lẫn gì không? Thì cái đây mình nhớ là mình cũng nói nhiều lần rồi, thì sẵn đây đi về Diên Khánh là một cái chuyến đi về nguồn. Thì mình cũng sẽ giải thích cho mấy anh chị em thêm, để mấy anh chị em có thêm những cái kiến thức. Đặc biệt là những người mà ở trong tỉnh này thì nhiều khi họ cũng không biết đâu. Thì nếu mà tại sao mà đặt tên là Hưng Nha Trang, tại vì nếu mà xét về cái vấn đề pháp lý và cũng như là cái vị trí địa lý thì bây giờ mình đã ở Nha Trang là cũng gần một thập kỷ rồi. Oh really? nó gần một thập kỷ là khoảng 10 năm á.
nhưng mà nói nghe một thập kỷ cho nó hoành tráng. Ví dụ như là cái cân nặng của bạn là 50 kg, nhưng mà nếu ai hỏi bạn mà nói em nặng nửa tạ, thấy nó gớm không, thấy nó nhìn nghe nó nặng nề không? Nhưng nếu mà nói là em nặng 50 kg thì nó rất là nhẹ nhàng, nói là em nặng nửa tạ hay gớm không. Thì quay trở lại cái tên Hưng Nha Trang. Thì ra là mình đã sống ở đây cũng lâu rồi, cũng gần 10 năm rồi. Hộ khẩu hộ khéo rồi cũng đã chuyển đi vô trong này rồi, dứt áo ra đi rồi. Bây giờ có về lại đặc khu của người kia là cũng khá. Cho nên là mình mới lấy tên Hưng Nha Trang. Bên cạnh đó là có một sự thật nó như thế này. Khi mà mình đi giao lưu các tỉnh này tỉnh kia thì mình đôi khi mình nói Khánh Hòa thì họ không có biết là nó nằm ở đâu, nhưng mà mình nói Nha Trang thì họ lại biết. Nó có một cái sự nghịch lý hài hài vậy. Nên là lấy cái tên Nha Trang cũng là một cái lý do mà để mình chọn lựa thay vì lấy tên là Hưng Khánh Hòa. Cái thứ ba là chung là mình làm cái kênh YouTube này là cũng muốn quảng bá cho quê hương. Đúng không? Tại vì thứ nhất là cái tỷ trọng kinh tế ở Khánh Hòa thì nhìn chung là từ du lịch, mà du lịch muốn ngon là phải đi quảng cáo, đi quảng bá. Cho nên là làm cái kênh này thì cũng mục đích là để quảng bá địa phương, để mà được địa phương được nhiều người biết tới thì du lịch nó mới phát triển. Nhưng mà để đặt một cái tên thì nó có rất nhiều cái ẩn ý ở trong đó, chứ không phải đơn thuần là chỉ lấy một cái tên và đặt một cách nó dễ dàng là không có được. Tại vì cái tên nó sẽ gắn liền với cả một cái thương hiệu kênh, và sau này nếu mà kênh nó phát triển thì sẽ nhiều người biết tới. Thì nhiều người biết tới mình là sẽ biết tới Nha Trang, và biết tới Nha Trang thì sẽ biết tới Khánh Hòa. Thì cũng là một cách để quảng bá cho quê hương. Cái đó là lý do mà mình chọn là Hưng Nha Trang. Và như vậy dù sao thì mình cũng là người ở tỉnh Khánh Hòa, cho nên là cũng không phải là phân biệt gì là người chỗ này người chỗ kia, nhìn chung là cũng từ một tỉnh mà ra thôi, chứ không phải là từ tỉnh nào đi qua ở. Nên là cái vấn đề mà có ngộ nhận hay không thì mình nghĩ là không đâu. Còn nếu mà những người mà xét về gốc gác á, thì mình nghĩ là những cái người đó mà nó hơi bị xét nét. Và nói chung là mang cái tinh thần gọi là như thế nào ta, gọi là cái chủ nghĩa cực đoan dân tộc. Chung là bây giờ ai mà đi phân biệt mấy cái chuyện đó. Với lại là trong tỉnh mà còn phân biệt thì huống hồ chi là rộng hơn là vấn đề về những tỉnh này tỉnh kia, thì cái sự phân biệt vùng miền nó rất là mệt, nó rất là không nên. Trước kia cái vùng Khánh Hòa này là của Chiêm Thành. Chiêm Thành là cái tụi Chăm Ba, là của giống như tụi Campuchia á. Thì sau khi mà vua Chiêm Thành đầu hàng, chúa Nguyễn dẫn dân vào để an cư lập nghiệp. Cho nên là ở Khánh Hòa thì cái họ Nguyễn rồi nó rất là nhiều. Bởi vì là toàn là con cháu của chúa Nguyễn vào thôi, chứ không phải là ở đâu tới. Đây là thị trấn Diên Khánh nè. Nhưng mình đi luộc qua chỗ cái thành cổ rồi, thành cổ là phải tới chỗ kia là rẻ, mà mình đi luộc mất, tí nữa quằn lại cũng được. Cái cách gọi góc Nha Trang hay là góc Sài Gòn hay là góc gì đó là một cách gọi mà nó có cái sự hồi niệm về một cái quá khứ trước kia dưới một cái thời chế độ cũ. Nói chung cái nào nó cũng có được một cái tốt gì đó riêng vào trong ngành của mình. Thì hồi trước á, cái khi mà ở dưới chế độ cũ thì cái ngành ngân hàng rồi nó rất là tốt, nó rất là bài bản và rất là chuyên nghiệp. Nhờ thế mà khi mà chính quyền mới tiếp quản á, thì gần như là tất cả tài sản của quốc gia là đều giữ lại hết. Nhiều người nói là hồi xưa ông Thiệu ông mang vàng đi, thì mình nghĩ là không phải, có tấn vàng đó là vẫn còn giữ lại ở kho bạc quốc gia. Cái này là cái thành cổ Diên Khánh nè, thấy không? Và những người tiếp quản chính quyền là lấy trả nợ trong chiến tranh và khôi phục kinh tế. Hồi đó chạy lọn chạy lạc mà nghĩ sao mang kịp phải là 3 ký vàng hay là 3 lạng vàng đâu mà nói là mang đi được.
cái tin mà cái tin tin đồn á mà nói là tổng thống mang vàng đi ra là thực chất là do người của người miền Nam mình nói. Cái thực chất là cái người mà tiếp quản chính quyền họ đâu có nói là tổng thống mang vàng đi đâu. Là những cái này là mình đọc và mình tiếp nhận một cách nó rất là chọn lọc chứ không phải là mình ngã theo một cái hướng nào khác. Nên là để cung cấp thông tin cho mấy anh chị em nghe chơi vui thôi, sẵn cái chuyến đi về nguồn này thì sẵn hứng nói chuyện chơi thôi chứ không có cái gì.